Và đây là hoàng hôn đó, các bạn thấy không, sóng biển đánh rất là dạt dào, đẹp rất là đẹp luôn. Và dưới đây là mình có những chiếc xe MC Win tiến hành chạy đi tìm kiếm những cái đồ chơi cho khác thấy những cái bờ đường chiếc xe để lại không, ba chiếc này lớn mà và đây nó đã thấy được cái rổ rồi, chạy lại đó. Tìm kiếm rất là nhiều những cái đồ chơi ở trên bãi cát luôn các bạn. Đây là sóng bắt đầu đánh lên rồi. Sóng rất là mạnh nha. Giờ chúng ta sẽ lựa chọn những cái đồ chơi nào nào ta sẽ nhặt hết bỏ vào rổ luôn các bạn. Đây, sẽ nhặt con chiếc xe khủng long Dinoco màu vàng cực kỳ đẹp luôn, mã số 51. Màu vàng cực kỳ xinh đẹp luôn các bạn. Sóng biển lại đánh lên nữa. Đây, bây giờ mình sẽ nhặt chiếc xe màu xanh lá Super Racing Car. Đây là chiếc xe bằng nhựa thôi. Nó cười, nó bông tem rồi các bạn. Cây cổ đánh vào đó, cá mập nữa rồi các bạn, có một con cá mập sạch rất là đẹp luôn, cá mực rất là to, nó bị sóng đánh trôi dạt vào đó, sóng đánh lên rất là mạnh luôn, đánh trôi dạt. Ơi, mình sẽ đi thú cái con quăng này đây, con rắn nó chạy, mình sẽ chạy rồi, cát quá trời. Dính rất là nhiều cát ở đây và mình thấy cái trần sắt này rất là đẹp, ngầu lòi các bạn, tức giận các bạn. Chúng ta có một chiếc xe tự kết cát này xe rồi ra nó mà chảy rồi nó bị vô rổ luôn các bạn. Đây mình thấy một con cá rất là đẹp cát rồi, cái mỏ cá này rất là to, những cái bay ở trên đường cực kỳ đẹp luôn. Ok, để đổi vào đây. Những xe cứu quả này các bạn, nó sẽ cứu quả cứu những người lính sẽ chạy đi để giải cứu những cái nhà hay những cái nơi mà nó bị quả bạn nha các bạn nha. Xe bắt quân sân, xe đua rất là chiến của chúng ta, nó sẽ chạy cực kỳ nhanh. Như vậy là cũng rất là nhanh nha. Chó bao bọc trôn Zuma, chó rất là thông minh. Đây chồng nội chất của hậu chiếc giác của người bạn Tomato của chúng ta. Hay những chiếc giác sâu đó mùi cát lấp tách lên mình không xem các bạn. Bạn vừa rồi lấy mình sẽ ra để các bạn cho nó sập nha. Đây bây giờ mình sẽ ở đây đó, hai cái này cũng rất là vui. Đây là con lai cái sinh viên các bạn không, chiếc xe lai sinh viên đã rất là cũ rồi và nó đã bị móc trong bóng tóc tem hết rồi luôn. Đây thì mình bắt được thêm một con cá Megalodon, một con cá mập Lego rất là dữ nha. Tôi không dữ luôn rồi, sẽ bỏ vào đây. Đây thì chúng ta thấy có một cái con xe đua siêu xe luôn các bạn. Đây đua rất là nhanh nha, nó sẽ chạy tốc độ cực nhanh, nó có thể đánh gió lướt phía sau. Cũng đây bay siêu đẳng rồi, Super Wing của chúng ta nữa các bạn. Hai cánh gió lướt cực kỳ ngầu luôn. Quá các bạn ơi, siêu nhìn tại cái siêu đẳng của chúng ta, đồ chơi rất là đẹp luôn các bạn. Bỏ vào đây. Bây giờ đây thì mình thấy một chiếc xe xúc cát các bạn. Ui, đang xúc cát thì nước sóng đánh nó chuyển lên đây rồi. Xúc cát tuyệt vời luôn các bạn. Bỏ đây. Đây là một chiếc máy bay. Máy bay rất là nhanh luôn. Các bạn.
kem. Đó là chiếc xe chở kem rất là đẹp nha các bạn. Xe này mặt nó thì nó vui vẻ mà nó phát kem qua cho mọi người. Rồi cũng tới một cái xe liên quan tới kem nữa, nó là chiếc xe làm kem. Cái xe này thì chạy cực kỳ đã luôn. Đánh nó rồi nó đi được thành các bạn. Đẹp nào. Wow, 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 wow. Sóc biển đang đánh vào, chảy thôi. Đây có một cái con xe cổ điển màu đen rất là xinh xắn luôn. Cái nào? Sẽ bỏ cái xe đó vào đây. Tiếp theo là một con rất là to, lớn hơn cái lòng bàn tay mình. Sabot Passion, một chiếc xe cực kỳ sang trọng, rất cổ điển và xanh dương thực tế và cũng là đẹp luôn. Wow, 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 nước sóng thử đánh vào. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu những người bạn đang bị mắc kẹt như vậy cái thôi. Đây, chúng ta giúp các bạn màu tím là tím đèn bơ nè. Cái xe mặt quạo này giải cứu lâu quá nó quạo rồi. Đuôi mà nó bị chen chóc hết rồi thì đã đua nhiều quá. Đây, đây là con xe chiến màu cam, có thể cánh bay, cái là tốc độ nó nhanh như bay luôn các bạn. Giờ đây là cái chữ gì đây, thấy rõ luôn. Super Sica gì đó, chạy nhanh. Xe rò nha. Đây là chiếc xe chiếc thích các bạn. Chiếc thích là chiếc xe có một cái râu cái chiếc màu đen này, nhìn những cái hai cái đèn, những cái đèn các bạn, 98086 các bạn không? Wow, mình vừa lấy lên xong rồi sóng nó đánh vào, thấy dữ luôn, rất là đẹp nha, rồi xe đỏ, màu gỗ. Cảm ơn rất là nhiều những xe siêu vinh to lớn đã giúp mình làm được rất là nhiều đồ chơi, bỏ luôn.